Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với GLAT Nghệ thuật và Sống ở Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. Hôm nay mình trở lại với lĩnh vực du lịch lễ hội nhé. Mình hôm nay trở lại với chùa Cổ Lễ, huyện Trự Linh, tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trự Linh, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Mình đang tham gia chương trình lễ khai mạc lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ năm 2024 Giáp Thìn tại chùa Cổ Lễ, một ngôi chùa rất là nổi tiếng tại thành phố tại tỉnh Nam Định các bạn nhé. Các bạn đã một lần đã về thăm với tỉnh Nam Định, hãy đến thăm với chùa Cổ Lễ với ngày lễ hội tổ chức từ 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 âm lịch các bạn nhé. Hôm nay là ngày chính thức khai mạc lễ hội các bạn nhé. Đây mình đang đứng ở trong sân khuôn viên của chùa Cổ Lễ, và đằng sau đây là chính là chiếc cửu phẩm niên hoa, một địa danh nổi tiếng trong bên trong chùa Cổ Lễ các bạn nhé. Có một sản phẩm đó là ông thần Kim Quy đang cưỡi lên mình một tòa tháp 9 tầng có tên chữ tiếng Hán là cửu phẩm liên hoa các bạn nhé. Đấy, đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của chùa Cổ Lễ, huyện Trường Linh, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị theo mình, theo chân mình để tham gia với lễ rước kiệu và khai mạc buổi chiều lễ hội chiều hôm nay các bạn nhé. Bây giờ mình đi cho các bạn tham quan qua xung quanh chùa Cổ Lễ một lần rồi chúng ta tham gia lễ rước kiệu trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Ở đây là khuôn viên của bên trong, phía bên trong chùa các bạn nhé. Đằng kia là phía tượng Phật Thích Ca Đản Xanh đang đứng bên dưới cây Bồ Đề. Và bên này là tượng Phật Bà Quan Âm cũng đang đứng bên dưới gốc cây Bồ Đề này. Đấy các bạn, bây giờ đang là 2 giờ kém buổi chiều nhé, tầm 1 giờ 45 phút. Hiện tại các du khách đang đổ về chùa Cổ Lễ để tham gia lễ rước kiệu cũng như là lễ khai mạc lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ năm nay các bạn nhé. Đấy, họ đang đến rất là đông này. Hôm nay là rước kiệu. Nói chung là lễ khai mạc đi cho nhanh. Đấy bạn, anh cảnh vệ phải là mai mới là lễ khai mạc. Ở bên trong này là đây là chính là đường vào chùa bạn nhé. Đi qua một cây cầu cong cong có hai con nghê, có tượng hai con nghê bên ngoài cửa này. Lên cầu là lát bằng gạch thường các bạn nhé, gạch đỏ thường ấy. Phía bên trong kia là khu tiền đường của chùa Cổ Lễ các bạn nhé. Đây có băng rôn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ, lễ hội từ ngày 15 tháng đến ngày 18 tháng 10, tức là ngày 13 đến 16 tháng 9. Đấy, khu tiền đường có một chiếc mõ rất là to, rất là lớn ở đây. Lát nữa sau khi chúng ta trải qua lễ rước kiệu xong là mình sẽ vào review bên phía trong chùa Cổ Lễ các bạn nhé. Đây là hình cây cầu này. Cây cầu bước vào chùa nhá. Quá đẹp luôn. Các bạn hãy xuyên suốt lễ hội cho mình nhá. Mình sẽ làm chắc đoán khoảng là từ 6 video clip và lên các bạn, vì lễ hội xuyên suốt trong mấy ngày cơ. Các bạn hãy review và bấm like, subscribe, bấm sub kênh nha các bạn nhé. Like chia sẻ video để chúng ta tiếp tục thưởng ngoạn những video clip về du lịch và lễ hội tiếp theo trên kênh các bạn nhé. Các bạn đằng trước mặt đây là tòa tháp cửu phẩm liên hoa nhé, đang tòa tháp 9 tầng đang được đứng trên nguy nga trên một mình chú rùa Kim Quy. Đây là một danh lam thắng cảnh của chùa Cổ Lễ các bạn. Chùa Cổ Lễ thì có một sự tích rất là đặc biệt mà từ trước nay chỉ có chùa Cổ Lễ ở Nam Định mới có, đó là sự tích về
tất cả các vị sư ấy, trong chùa đó bạn, đã cởi áo cà sa khoác chiến bào. Chiến bào đây tức là áo về quân sự, quân đội các bạn, để ra chiến trường dẹp giặc. Đấy là sự tích của chùa, của lễ rất đặc trưng, một tinh thần quật cường, quật khởi của các nhà sư tại chùa của lễ trong thời gian ngày xưa các bạn. Đã từ bỏ và ngưng cư vị như trụ trì sư đã dẫn đầu các vị sư trong chùa để cởi bỏ chiến bào để cởi bỏ áo cà sa để khoác chiến bào để xông ra chiến trường để giữ lại nền hòa bình cho nước nhà. Các bạn hãy tìm hiểu sự tích chùa cổ lễ trên các trang mạng xã hội, các bạn sẽ biết các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ đợi lễ rước kiệu hoành tráng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Chiều ngày 12 tháng 10 âm lịch. Các bạn, chiều ngày 12 tháng 9 âm lịch nhé các bạn nhé. Mình nhầm mất ngày dương lịch. Dạ. Các cô từ đâu đến đấy ạ? À? Thái Bình sang đây ạ? À? À, Vũ Thư Thái Bình ngay gần đây mà. Vâng. Ấy vừa ô tô đến đây nó không ở lại dự rước kiệu hả chị? Đi mấy nơi nữa. À, đi mấy nơi được à? Đấy. Không, từ Thái Bình sang. À, họ đi tham quan tất cả chùa ở tỉnh Nam Định các bạn. Bây giờ họ lại chuyển sang vị trí khác. Các chùa khác này. Anh ấy, cái hôm nào mà rước mà mẫu kiệu quay ấy? 14. Chiều 14. Ngày kia. Ngày kia nhá. Ngày kia chúng ta sẽ được xem màn kiệu quay đặc sắc. Mà chúng ta đã từng thấy trong lễ hội Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định các bạn nhé. Ngày kia chúng ta lại thưởng thức lễ hội kiệu quay rước mẫu các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng mong thời tiết thật là đẹp, nắng thật là chan hòa để chúng ta thưởng thức trọn vẹn lễ rước kiệu buổi chiều ngày hôm nay các bạn. Tôi đang chờ đợi đây rất là lâu các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì theo thông tin của một số người dân xung quanh chùa thì họ có cho biết là bây giờ các họ chiều nay tức là rước kiệu quanh các họ các bạn nhé. Họ sẽ đi rước xung quanh ngoài đường và trở về tới chùa cổ lễ này các bạn nhé. Theo thông tin thì các người dân chia sẻ là đoàn kiệu sẽ trở về chùa tới cổng chùa cổ lễ vào 3 giờ chiều nay các bạn nhé. Bây giờ thì mới có 2 giờ 15 phút chiều đấy bạn. Thì chúng ta đợi ở chùa thì có vẻ hơi lâu, nên bây giờ mình sẽ xin phép đi dẫn các bạn đi thăm review xung quanh chùa cổ lễ nhân dịp lễ hội truyền thống chùa cổ lễ năm nay các bạn nhé. Để chúng ta tham quan chùa trước rồi. Lát nữa tôi sẽ truyền tải video clip rước kiệu vào video thứ hai các bạn nhé. Các bạn nhớ theo dõi ở video thứ hai. Cá kìa, cá vàng kìa.
Đây mình đang đứng trên chiếc cầu đi dẫn vào chùa đấy bạn. Đây, đi qua mọi hồ. Cầu lát gạch nhé. Cầu này được ra đời từ khi bắt đầu thành lập chùa bạn. Rất là lâu đời rồi. Cổng chùa kia. Bây giờ mình sẽ dẫn cùng vị các bạn vào thăm quan cảnh quan bên trong chùa cổ lễ nhân dịp lễ hội truyền thống chùa cổ lễ năm 2024 xem như nào các bạn nhé. Rồi lát nữa chúng ta video thứ hai mình sẽ dẫn vị các bạn mình sẽ truyền tải với các bạn lễ rước kiệu các bạn nhé. Tầm 3 giờ chiều nay. Đấy, rất là đông khách đang vào thăm viếng chùa này. Đấy, các bạn chụp ảnh check-in chỗ này rất đẹp luôn này. Đối diện với tòa tháp cử phẩm Liên Hoa. Đấy, đây chắc là đoàn du lịch từ các tỉnh khác sang. Như vừa nãy tôi đã hỏi một đoàn du lịch họ từ Thái Bình sang các bạn. Đây chắc là một đoàn khác từ tỉnh khác. Đấy, quá đẹp luôn. Review chỗ này quá đẹp. Xin chào. Đấy, ngay bên phía tiền đình, phía tiền đường các bạn nhé. Đây là cái sảnh đầu tiên, gian thờ đầu tiên của chùa của lễ. Hai bên là hai cái lư bằng chất liệu bằng bê đông các bạn. Nó có tác dụng là một cái đài hóa vàng các bạn. Hai cái đỉnh này có tác dụng như một cái hai cái đài hóa vàng các bạn nhé. Khi khách thăm viếng chùa xong sẽ ra đây hóa sớ ở đây này. Đấy, khói đang bốc nghi ngút luôn. Hàng cầu quá đẹp luôn này. Ôi, hai bên hai hàng cầu luôn, đẹp. Đấy, hai bên là bên một. Bên này là bên thờ mẫu các bạn nhé. Đây, mình sang bên thờ mẫu xem nhé. Đây, như bác này đang hóa vàng đây này. Đấy, bác đang hóa vàng đấy. Bốc khói nghi ngút bên trên luôn các bạn. Đây là bên này là bên thờ đạo mẫu các bạn nhé. Đạo mẫu Việt Nam ấy các bạn. Các quan hoàng 7 hoặc là 10 cô bơ cô 9 này. Đấy, đạo mẫu Việt Nam. Đây là bên viết sớ này. Khách vào đây viết sớ là vào lễ này. Đây đèn thờ mẫu nha. Đây tôi đoán đây là những cái kiệu này các bạn ơi. Cái kiệu này sẽ rước vào ngày ngày 14 âm lịch nha các bạn nhé. Tức là ngày buổi chiều ngày kia. Là những màn kiệu quay đặc sắc đấy các bạn. Đây, rước kiệu mẫu là sẽ có kiệu quay các bạn nhé. Đây là những cái kiệu mà có hình chim phượng thứ này là kiệu mẫu này các bạn. Đây là kiệu hạt thóc của Đức Thánh Tổ này. Quá đẹp này. Ồ, chiếc kiệu này có hình chiếc thuyền này các bạn ơi, thuyền thuyền bơi trải ấy. Thuyền giống như cái thuyền bơi trải trong các lễ hội này. Đấy, xung quanh có các trải bơi này. Hay chưa? Trống chưa? Trống chưa? Trống rồi, chiêng này, khánh này. Kiệu này, kiệu bên trong này. Còn đây là các kiệu lớn này. Kiệu thánh này. Đây, các kiệu này ngày mai họ sẽ rước, ngày kia họ sẽ rước xung quanh chùa và có cái màn kiệu quay rất đặc sắc nhé. Này, đây là đền thờ mẫu, bên trong là thờ mẫu nhá. Đây mình vào thăm cái gian đầu tiên, gian tiền đường nhá. Trước mình có quay rồi nhưng mà là buổi tối các bạn. Nó không rõ bằng ban ngày. Bây giờ vào ban ngày mới rõ này.
phía kia là sân khấu khai mạc của lễ hội nhá. Họ đang chuẩn bị để ngày mai lễ khai mạc trong ngày mai. Đây ngay đầu tiên gian tiền đường này có một chiếc mõ bằng đồng rất lớn nhá. Đây. Mõ này đánh được các bạn nhé. À, mình xin phép nói nhỏ nhé, vì vào trong chùa họ đang lễ. Đây, mõ đánh được các bạn. Đây, các vị du khách đang lễ ở đây này. Mình xin phép nói nhỏ nhé. Mình đi theo các cô lễ cho này. Bạn viết sớ này, viết sớ này, hai bên là các vị La Hán hoặc là các vị tứ đại thiên vương chẳng hạn. Đấy, các bà đang lễ này. Bây giờ là tầm buổi chiều rồi, rất là đông khách các bạn ạ. Các cô đang lễ này. Bên kia là tượng tứ đại thiên vương hoặc là tượng các vị La Hán. Hai bên hai dãy có bốn bức các bạn. Các vị hai vị La Hán hai bên này. Tượng Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay các bạn nhé. Gian tiền đường này sẽ thờ Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Đây các bạn. Tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay giống như tượng ở chùa Phật Tích Bắc Ninh các bạn. Giống hệt luôn, cái phiên bản giống hệt chùa Phật Tích Bắc Ninh các bạn nhé. Bạn có thể lên các trang mạng tìm hiểu. Và mình xin phép ra ngoài để cho các cô các bà lễ nha. Mình ở trong đây nói to quá, đông quá các bạn ạ. Kìa các bạn là họ đang đội lễ và rất là đông kìa. Bây giờ họ đang đội lễ và rất đông kìa. Đi lễ chiều nay đấy. Đấy, các nơi khắp mọi miền Tổ quốc đổ về các bạn. Bây giờ tôi sẽ dẫn vị các bạn đằng sau nhá. Là khu thờ chính của chùa cổ lễ các bạn nhé. Đây. Đi phía bên này là lối ra đằng sau nhá. Đây là bàn viết sớ này. Ban viết sớ đây, ai vào đây viết sớ thì các bác sẽ viết cho này, ban sắm lễ này. Đấy, như bà đang sắm lễ này. Đấy. Đấy. À, bây giờ mình sẽ vào bên trong nhá. Đây là cái khu thờ chính thức này. Cái cửa này, cái cổng này rất là lâu đời nhá. Cổ kính lắm này. Nhà chùa vẫn giữ nguyên bản gốc luôn các bạn. Rất là cổ kính, cũng là cái cổng mái vòm bạn nhé. Bên dưới nền gạch có in hoa văn hình chữ thánh gì đấy, Phật thánh ấy. Phải là chữ vạn thì phải. Đấy các bạn có thể tham quan qua cái cổng mái vòm này. Rất là cổ kính các bạn. Đấy. Kiến trúc rất là cổ kính rồi, từ ngày xa xưa rồi các bạn. Nhưng mà chùa vẫn giữ nguyên dấu tích nhá. Không tu sửa trùng tu gì cả. Đây.
đấy, ở vị chữ nho chữ Hán vẫn còn nguyên đấy. Đấy, hai bên giống nhau. Thôi đi vào đây rất là nguy hiểm các bạn, ai chân đau là đi rất là khó khăn này. Thế bạn, đây là phía bên trong của cây cầu nhá, cầu kính quá là cầu kính luôn đấy, giống như cái cầu ngói các bạn, nó cong cong như vậy, giống cái cây cầu ở ngoài bên ngoài phía sảnh đường kìa. Đây là hồ hồ trước chùa nhá, giữa có một ý cái chuông đồng rất lớn luôn, cái chuông đồng giữa hồ luôn này bạn ạ. Có thể đây là một di tích lịch sử của chùa đấy, cái chuông này này. Đây, đây là chùa chính nhá, đấy. Bên trên điêu khắc hình rồng. Ngôi chùa chính này cũng giữ nguyên gốc tích từ xa xưa đến giờ chưa trùng tu các bạn. Rất cổ kính này. Hai rồng trầu hai bên này. Đấy. Rất cổ kính, bên đằng trước có bày những cây bonsai. Đấy. Ngoài đây có tượng Phật Di Lặc này. Bên trên kia là cái chuông điều ước các bạn nhé. Các bạn nên khấn hay là các bạn có điều ước gì hãy viết vào bên trong cái tờ giấy rồi dán lên chiếc chuông kia rồi đánh gõ 3 tiếng các bạn nhé. Các bạn gõ 3 tiếng là cầu cho điều ước của các bạn sẽ thành hiện thực. Đấy. Đấy là một cái hay của chùa cổ lễ nhá. Đấy, rất cổ kính luôn các bạn. Chùa được xây dựng theo lối tương xứng đối xứng các bạn. Đấy. Hai bên hai đồng trầu này. Rất cổ kính luôn. Bên trên mái có một bánh xe luân hồi ở bên trên này, hai đồng trầu này. À, hồ này quay ra có tượng Phật Bà Quan Âm đang quay ra mặt hồ. Dưới là một chiếc chuông đồng rất lớn. Chuông đồng này từ xa xưa đến rồi. Và chúng ta cùng review nhanh để chúng ta chuẩn bị ra tham quan lễ rước kiệu nhá, sắp tới nơi rồi. Đây có bạn bạn gái đang lên lễ này, bậc thềm nằm bằng đá bạn nhé, bậc thềm đá này, bên ngoài có bốn con nghê đây các bạn, bốn nghê hai bên cửa vào này, bậc thềm bằng đá. Cô lên đi, tôi sẽ review hết cái video clip này rồi, video clip thứ hai mình sẽ review chương trình là lễ rước kiệu nha bạn. Đấy các bạn, đây là chuông điều ước nha, để xem các cô này. Đấy, họ sẽ bỏ những đồng tiền lẻ vào trong kia này. Đấy, xong họ viết giấy điều ước ở đây này. Đấy, giấy điều ước ở đây nha, xong họ bôi keo và dán lên cái chuông đồng này. Rồi gõ 3 tiếng chuông, sau đó là cầu mong được điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Đấy. Cái chuông này là gõ được nhé các bạn. Sao các bạn, cô đang viết này. Đây, mình lấy cái chai mình ấy thử cho bạn đây. Đấy. Đấy, là gõ kêu nhá. Đây là bên trong, phía trong nhá. Mình xin phép nói bé tí nhá, tại vì đây là tượng hai ông hộ pháp hai bên nhá. Bên dưới có ban thờ của đại tướng Võ Nguyên Giáp này. Đây là các bia chiến sĩ liệt sĩ ở đây này. À, đây là ban viết sớ này, rất đông. Gọi là bàn rất đông. Đây gian chính giữa của chùa nhá. Đây các bạn, sân gian chính giữa ở chùa này. Cao quá các bạn. Đấy.
thầy đang nấy ở bên trên nhỉ. Đấy, các bạn nhìn độ cao của nó khoảng trên 10 mét các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng cái độ cao của nó trên 10 mét. Có 3 tầng tượng Phật. Tượng Phật cao nhất bên trên kia các bạn. Đấy. Quá đẹp luôn ạ. Di tích lịch sử chùa Cổ Lễ các bạn nhé. Đấy. Đây bên này có một ông hộ pháp bên trái này nữa này. Bên kia là ông Văn nhá, hay gọi là ông Thiện. Còn bên trái này là ông Văn, ông Võ. Hay gọi là ông Ác. Mỗi lời gọi khác nhau các bạn nhé. Đây các bạn này, đây có ngách vào nữa này. Đấy, ngách vào này là được đặt tượng thờ các vị La Hán các bạn nhé. Đây là lối các thầy đang ngồi lễ này. Đây các tượng La Hán này các bạn ạ. Giống như chùa Tây Phương các bạn. Đây. Đấy, tượng các vị La Hán. Xem mà bên này có bao nhiêu vị, 3, 6, 8 vị, 8 vị thì bên kia 8 vị nữa, tôi đoán là 16 vị. À, 2 vị đứng ngồi đầu nữa là 18 vị các bạn. Có tất cả là 18 vị La Hán các bạn nhé. Yeah, cái vị ngồi đầu tiên kìa, bạn nhìn không? Đấy. Đấy, cái vị ngồi đầu tiên. Với này cộng thêm hai bên dãy bên kia nó làm tất cả là 18 vị La Hán. Giống như trong chuyện 18 vị La Hán chùa Tây Phương các bạn. Đây là các quan này. Đây là tượng các quan. Đây có một cái tượng tượng gì nhỉ, mình hay quên tên ấy, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát các bạn. Đấy, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở bên phía trong là rất lớn luôn. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát này. Rất đẹp, rất lớn luôn các bạn. Đây là lối đi lên phía tầng 2 nha các bạn. Lối này sẽ dẫn các bạn đi lên phía tầng 2 để có tượng thờ nữa các bạn. Đấy. Các bạn lên liên tiếp là sẽ có các tầng tiếp theo. Bên trên sẽ là có tượng các vị thái tổ ở đấy. Các bạn có thể xin xăm, xin khỏe các bạn. Miền Bắc gọi xin khỏe, các bạn miền Nam gọi là xin xăm ấy. Xin số ấy bạn. Đấy, các bạn sẽ lên đấy để xin nhá. Đây là bên này, bên dãy bên này tượng các quan tiếp này. Đấy. Đấy là bên phía trong của chùa Cổ Lễ các bạn nhé. Rồi, chúng ta đang đi ra dãy phía hành nam bên này. Này các vị La Hán bên này nữa. Đấy. Như các bạn đã theo dõi kênh của mình thì biết được chùa Hồ Sơn. Mình đã từng quay tham quan chùa Hồ Sơn Liên Minh Vụ Bản Nam Định các bạn nhé.
cũng có các vị La Hán bên này, ở bên phía bên ngoài chùa. Các bạn có thể quay lại kênh để xem nhé. Các bác đến thăm chùa đang rất là đông. Các bác đang xong lễ này. Đấy, mình nhìn lại các tượng La Hán bên này nhé. Đây này, đấy. Tất cả là có 18 vị La Hán các bạn nhé. Giống chùa Tây Phương. Đông quá, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ để các bạn lễ bên trong các bạn. Đấy, các bạn sẽ lên bên trên tầng này nhé, để lên tiếp lên tầng 2, tầng 3 bên trên. Tôi để tranh thủ thời gian thì tôi sẽ không lên đâu bạn, tôi chỉ quay qua này thôi, để chúng ta cùng ra tham quan lễ Đức Kiệu. Để các bạn chuyển sang video thứ hai để mình tham gia lễ Đức Kiệu buổi chiều ngày hôm nay nhá các bạn. Mình sẽ kết thúc video thứ nhất ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và các bạn hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ video để tiếp tục theo dõi những chương trình mới nhất của mình sẽ đăng ký kênh các bạn nhé. Và các bạn hãy chuyển sang ngay sang video thứ hai để xem lễ Đức Kiệu. Mình sẽ ra review ngay bây giờ các bạn nhé.